Để nhà mẹ mày ở không được đó. À, không biết gì. Mày làm gì tao? Mày muốn lấy phường không? Sao mà bữa nay bữa chị Vy bức xúc dữ vậy chị Vy, la làng dữ vậy chị Vy? Tạo gió cho đụ mẹ nó có mấy con què gì đâu mà chửi người ta. Anh Phi anh nói chị Vy đúng rồi đó, chị Vy biết sủa không biết cắn người ta mà sủa hoài làm gì vậy chị Vy? Quá khứ thì cho chơi qua đi. Hỏi ai cạo cho bả? Đang ở chồng mình nhắc người. Đúng ai rồi. Cạo cho bả? Bây giờ chị chung sống với anh Phi chị được nhắc đến ai hết trơn á. Dạ, chủ quán la kìa. Đó, người ta la đó, người ta kêu chị đừng có la làng, thấy không? Nói mà không biết suy nghĩ. Yêu tao hồi xưa tao không bỏ qua, tao không nói làm tới rồi, đừng nói mà làm tới gì, tao cũng có vợ con rồi. Mẹ tao tụi mày chồng mình là tớ ra tao chửi mày tan nát luôn á, đừng nói mà tao thương. Sợ chồng tao hả? Không có sợ đâu. Vậy là chị không sợ anh Phi đó hả chị Quý? Sợ đâu, đụng tao chửi mãi thôi à. Đừng nói mà tao sợ hả? Có người sợ mới có người đó lụ mẹ không biết nhục quá. Ờ bán người ta đi đừng. Có người không biết nhục. Nên cơn rồi hả? Mấy người không sợ chồng á, người không biết nhục. Biết không? Cái đồ không biết nhục. Mày chửi đồng mẹ, tao chửi anh thấy nhà cho mẹ nó bắt cỡ luôn. Rồi không biết nhục. Chửi rồi không biết nhục là biết rồi. Đó, chị anh Phi nói chị bị lên cơn gì kìa. Lên cơn gì anh Phi? Cơn nó quậy lên đó. Ừ. Đó gọi này là ta. Thôi, người ta không nói. Bán người ta. Đúng rồi. Tao cho nó làm thì làm con nàng, cái thằng đó làm cái gì tao? Cái đó là quá khứ rồi. Hả? Dạ, ăn ở tao nè, làm cái lồng về cho tao. Cái thằng đó kìa, làm cái lồng về cho tao. Mà chơi muốn kêu công an lại không? Hả? Tao lụ mà tao dặn nó cho mày xấu hổ luôn. Làm gì xấu hổ? Tao dặn nó chơi. Chị nói vậy là anh Phi anh buồn đó. Tao đi phường lụ mà, tao đi phường tao dặn họ đu mà đi chỗ đủ mà ông ta luôn, hiểu không? Kêu công an là đủ để dẫn chỗ đó luôn. Mấy cốc rồi. Thời đó người ta còn chung sống với chị không nên báo bây giờ quá khứ tao của chị lâu rồi sao mà ta làm việc chị sao mà được, đúng không anh Bi? Ta kêu công an mà dẫn chỗ đó đủ cho mẹ mắc cỡ cái thằng ai mắc cỡ luôn. Mình mắc cỡ mình thằng bà mình mắc cỡ tao người ta mắc cỡ. Tao không mắc cỡ, tao mày mắc cỡ luôn. Ai mắc cỡ? Tao đồng mạng xuống sốc của tao mà mắc cỡ luôn. Luôn cả anh Phi luôn. Anh Phi biết sao không? Anh Phi là chung sống với chị bây giờ, hiện bây giờ chị vậy thì anh Phi mắc cỡ đội quần với ta luôn. Ba đứa luôn. Đó rồi sau đó là anh Phi bỏ chị luôn đó, chị chấp nhận không chị Vy? Anh Phi hiền mới làm gì ta? Ta hiền gì? Chửi vợ mà không biết làm gì ta? Ăn thua làm gì? Vợ lo chửi đợ vợ. Cũng như là chửi ta mình. Ăn á khôn nhà chợ, ăn nhiều á cả khôn nhà chợ biết không? Không mà trước mặt tao đi. Què vậy ta? Hai đứa mày đi. Mày không biết cái lòng của què người ta mày nói. Chỉ biết nghe lời người ta nói. Là mày về mày nói tao không bên mày mẹ, bệnh hoài không biết ai lo đồ mày hết đồ bây giờ ta bệnh chữa cho vợ mà không biết bên bên vậy mày người ta xin đạt hay sao? Mày đã chỉ mà nằm bên viện á đồ mẹ ai lo cái mảng mặt tao lo ai lo cái mảng mặt tao lo mẹ có mấy mất lo mẹ không mất lo đâu mày xuống á mày bệnh hoài xuống á mày biết cảnh mày bệnh hoài xuống á có ai mặt mày á có ai lo cho mày nữa đâu. Bữa lại mày nói mày không tin. Bữa lại mày gọi ai chửi mày đâu? Đúng rồi, mình gọi đây ai nhảy vô quýnh mình, ai chửi mình. Cái này chắc mình si tạc thôi. Si tạc hay là chị Quy đâu? Đó. Đó là cái thằng đó quan hệ ta nè, là mày không có lòng về tao. Thằng nào? Tao thấy đi. Tình xe điều cũ của tao rồi, cho mày biết. Nào tao thấy đi. Ừ,
Sao mày biết tình xe ngựa cũ của tao, sao mày biết? Đâu thấy đâu. Tao tao nói là mà tao đồng mạng luôn á, tao hút tóc gì đó. Tao không nghe bậy bạ đâu. Phụ bạn của tao, Mày thơ ấu quá. Người nào á, tao thấy trước mắt rồi tao tin. Sao mày biết? Chuyện của tao sao tao biết? Sao mày biết? Không biết thôi, đừng nói. Chuyện của tao, tao không biết. Chuyện chị Huy thì không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chị Huy cứ la làng hoài, sao mà ta hiểu được chị Huy? Chuyện của ta sao mày biết? Hả chị bây giờ chị nói chuyện mà chị la làng sao mà người ta hiểu được? Đâu ai hiểu chị được chị nói cái gì đâu chị Huy. Nó chửi gì đó mà bây giờ biết sao mà dám đi thăm con. Cũng như chị nè, chị bức xúc chị chửi anh Phê nóng, anh Phê bính lại chị đó. Đó. Tôi không bính à. Không bính là chị nói cho biết thôi phải không? Anh Phi. Không, tôi tổ dạy đó. Là chị biết chị Huy hồi đó tới giờ hả chị Huy? Anh Phi. Chị Huy là cứ dãy lên vậy hoài luôn hả chị? Biết tánh nó vậy. À rồi biết tánh hồi đó tới giờ là chị anh Phi có nóng không? Tao bức xúc rượu mà lúc mà ai nói gì nghe đó. Lúc mà cái ai lo cho ai cạo giáo cho hả? Cho chữ nói lại à? Không gì hết á. Ơi quán rồi trời. Tao cũng không thứ gì hết. Rồi chủ quán đuổi ra giờ. Chửi cha tao nói cho mày mắc cỡ. Rồi chủ quán đuổi ra. Nói chuyện từ từ thôi chứ mình la làng có ai giúp cho mình được cái gì đâu phải không anh Vy? Không suy nghĩ. Sao cái đầu óc chị không suy nghĩ lại vậy chị Vy? Suy nghĩ vậy nó người ta nói vậy á, mình phải suy nghĩ ta nói sao? Ta đi thăm con, ta tưởng ta là quốc nội nó là quốc nội là điện sao? Hả? Bất mớ nó không? Bất mớ tới gia đình nó không? Hả? Thôi, quán người ta. Ta bắt mối gia đình nó không? Rồi bị chưa? À, chửi hả? Bị hư hả gì anh Phi? Không được bánh mặn. Hả? Không được coi như người ta hay sao? Ừ. Tự tưởng có nhà muốn cửa ai chửi hả? Cũng như là không có trí tuệ như người ta hay sao? Ừ. Ta không phải giống người ta. Người khác lạ hơn, bởi vậy mới nói. Người ngoài, tao không có nói nhiều mà tao không xúc phạm tới ai ra bự từng nói tới tao nghe. Tao nói vậy đó. Tao nghe, tao không xúc phạm tới ai nghe, đừng nói tới tao nghe. Quán người ta, đừng có ra nhà. Tao đi thăm con tao nghe mà nói tao rượu bèo với tao một tay thử coi. Tao mà nói tao lên đùng mạng thử coi. Tao không nói nhiều nghe. Thôi, đừng. Ừ, tao thăm con tao nghe mà nói tao rút một với tao một tay thử coi. Tao nói lên mùng mạng luôn á. Ai quýnh mày? Mày lên mày ngoài 417 á. Không ai quýnh tao hết á. Tự nhiên tao không làm gì mày. Ai quýnh tao. Mà ai biết mày? Mày ngồi mày uống mụ hoài mà vợ chửi tụi mày chửi trên đầu tao mụ mày nói mày không biết. Tao bên tao đúng mày, rồi. Mày ngồi mày uống mụ mày ngồi không biết. Tao bên đúng rồi, chứ không lẽ bên sai. Không lẽ mày làm sai tao cũng bên mày hả? Tao sai luôn hả? À vậy là bên là có lý do gì mình mới bên được phải không anh Phi? Đúng. Có người sai người đúng. Tao không có sai hết á, đúng có lòng què hết á. Tao không có sai đúng gì hết á. Tao tham quan tao kệ tao, nhà của tao mà. Không phải nhà của nó đâu. Ai đó là ừ, nhà của tao. Rồi uống mấy cốc rồi. Tao không có say, có mày say á. Nhà của tao, tao có quyền đi. Nhà má chịu quân cách cho tao. Tao có quyền đi. Vậy là chị Huy có bán đi xử. Ừ. Chịu quân mà ai mà chửi tao, mà ai mà uống tao một tay thử coi. Tao đủ mẹ tao, lên đụng mạng tao rồi tao mà xấu hổ luôn. Tao nói thằng nào tao mà xấu hổ luôn. Bữa nay sao quả vậy? Ừ, mày đừng có nói, mày nói tao biết. Tao nói thằng nào nghe, tao thăm con tao mụ mẹ ha mà chửi quýnh tao một tay nữa coi con nhỏ nào thằng nào quýnh tao một tay nữa đi. Không có ai mà nói tao hết á. Chẳng ra quán là không được á chị Phi. Có la làng. Ai nó sốc nó là la làng. Tao mà la làng dữ gì chị Phi? Nó chưa nói tao, nó ngồi nói tao. Trong có nổi nó chưa nói tao nữa. Nó mà tao. Có
mày á. Hai bà chồng nói chuyện từ từ nói chứ mình đã lạ làng đâu có ai nghe được đâu, có anh Phi nghe thôi chứ ai nghe. Người ta nói. Mốt có hút lên ăn mà nói, hút lên ăn. Bức xúc thì mình từ từ mình nói chuyện chứ đúng không anh Phi? Tối ngày hai vợ chồng la làng hoài sao mà ta chịu nổi? Bán xe ta mà. Này quán nhậu cho người ta mà phá nhà đâu. Tao không muốn nói ra đồ mà bà nụ ở sớm tao không nói ra đồ mà cho mà nói ra thử cho bạn thử nói rồi. Mà em ở đây rồi. Thấy em như nó. Em nói thiệt. Tao mà nói ra cũng ăn được, yêu thương cũng ăn ra đồ mà có ba con nở đó còn đứa mà ở đó. Từ đó mà tao không dám nói hả? Thôi. Tao mà nói ra thử đây, tao mà tức lên tao nói cho đầu đồng an cho mày nói nó khỏi ở đó luôn. Đó mày khỏi ở nhà đó luôn. Lên rồi mới. Bây giờ chị đi thưa lý do gì chị đi thưa? Lý do gì? Tiền của tao sao mày biết? Tao cho nó đó mà mắc cỡ chơi. Mày có lý do mà có không? Tao cho nó mắc cỡ chơi. Ở nhà tề tình yêu của tao người xưa sao mày biết? Nè mẹ giờ em hỏi chị nè, hồi đó tới giờ chị lên công an chưa? Lúc vào chưa mày sao mày biết? Thì giờ anh hỏi chị Vy hồi đó giờ lên công an chưa? Nói dám làm. Tao không có quen mày đâu mà nói mày biết. Được đó mày, tao không quen mày đâu mà nói mày biết. Tao ngu quá, tao ở với mày, không ai ở cũng ở với mày đâu mày ơi. Không ai ở mày đâu. Vợ mày còn bỏ nữa mà nói ai. Không phải bên đúng rồi. Vợ mày còn bỏ nữa. Mày nói mày ai. Quán xa rồi ta. Vợ mày còn ngủ mày, mày muốn nói cho nó cho mày mắc cỡ luôn, mày muốn nói không? Mày muốn nói đâu bằng mạng không? Tao muốn nói ra thôi, tao mà nói ra đồ mà cho mày xấu hổ hết, cho mày xấu hổ hết. Bây giờ nói cho khán giả cùng nghe luôn, lý do gì mà sao chị, bây giờ chị nói cái gì về cho khán giả nghe coi. Tao mà nói ra đồ mà cho mày xấu hổ hết, con sống chùa này cho mày xấu hổ hết. Tao nói rồi. Sống chùa. Đó, sống chùa nè ha, tao sống bà mặn mạng ha, cho mày xấu hổ hết. Mà mấy cô mấy bác nghe cho con nói ha, con mà nói ra ha tiếng xù á sao rồi xấu hổ luôn. Đó, mấy cô mấy bác nói nè. Nói con nghe là con nói một đúng à, con mà nói ra xấu hổ là con cũng không nói đó. Tình nghĩa thì sự cũ không nói đó. Nó nói một đúng luôn nha. Đừng nói là tao không để nó tao nín nha, tao nín nha. Nói rồi à, ta để tao nín, tao nín nha. Ai cả nó mất mớ tao đâu. Nó cưới ai cả đó nó mớ tao đâu. Đừng nói là tao mình tình xưa tình nghĩa tình xấu cũ mà tao không nói nha. Uống hai vợ chồng uống chưa được con trai nó mà xỉn tới mà chị Huy thấm rượu vô máu nói chuyện la làng quá trời vậy anh Phi. Tao bức xúc. Không, tao không nói ra là tao bức xúc có nỡ nào mà chửi tao á. Ai chửi mày? Nỡ nào mà lấy tay cái chổi liền tao á. Liền tao không liền mày đâu mày nói. Liền tao không liền mày đâu mày nói. Tự nhiên tao chọi mình không có lý do gì luôn hả anh Phi? Mình làm gì ai ghét mà tao liền. À biết đó. Có hết rất dữ liền. Mẹ cho tao đóng thèm. Thiệt, cái thằng đó cho tao đủ mẹ nó tao đóng thèm. Rồi đây bên này chị Huy bức xúc, chị Huy chửi luôn. Chửi thề không à, quý vị nhỉ? Hết nuốt vô rồi. Nói thiệt, hết ăn vô, hết nuốt vô rồi. Cho mẹ, tao đóng thèm. Tao nói đồng mạng này nè. Cho tao đóng thèm nữa. Thầy nói thiệt.
mình nói cái câu nào cho nó rõ câu đó coi cho người ta cùng xem nè, nghe chị Vy. Nè mấy cô mấy bác nè, mấy quân nè, cho con nè, con hết ăn vô, hết thèm vô rồi. Nói gì hiểu rồi. Vậy là sắp chết hả? Nói gì nè, nói với người nào mà phụ bạc con, cho con bây giờ hết ạ. Hết ăn vô rồi. Nói chuyện gì đâu không? Anh Phi còn nói chuyện gì chứ không biết đi đâu, nói chuyện đi đâu, về đâu hết chứ. Nói lạc, biết lạc ở đâu nữa anh Phi. Hết tình nghĩa rồi, hết con không còn gì hết á. Bạn lúc trước hết tình nghĩa rồi. Bây giờ ha, còn tình thù không à. Nói thiệt. Còn tình thù, không có tình nghĩa. Sao vậy? Nó mà con nở nụ mẹ tao nói từ sừng ổn này nè. Nói rồi. Đó, đồng đồng mạng nha. Có sốc ba, con có sốc ba người nào ở trong sự mộn á. Bữa nay nó uống nhiều rồi, tới rồi sạch. À, anh Phi nói uống có nhiều cốc đâu mà chị Huy tới dữ vậy chị Huy. Tao không có xỉn như mày đâu. Có mày xỉn á. Hai vợ chồng cạn vô giờ, hai vợ chồng cạn đi, đừng nói nhiều quá, cạn cho khán giả người ta xem hai vợ chồng cạn ơi. Có mày xỉn á. Cho chị Huy uống cho ngập luôn đi anh Phi. Kìa. Mày xỉnh á. Kìa vô kìa. Vô hả? Vô bản mặt mày giờ mày vô. Vô không? Ờ à, bữa nay chị Quy bức xúc chị Quy. Quy tức luôn lấy rượu tạt anh Phi luôn á trời. Cụ mày chửi vợ mà còn binh á hả? Ai chửi? Binh không? Chủ thang cho mày vô trời. Cái mảng mặt mày bây giờ của mày binh nè. Vô cái ly cho mảng mặt mày bây giờ đó mày binh. Đó giờ anh Phi. Chị Huy bữa nay chị Huy bức xúc, chị Huy dám tạt rượu lên trên người anh Phi luôn hả? Tắm rượu luôn hả? Rồi bữa nay chị Huy tắm rượu cho anh Phi luôn nghe quý vị khán giả. Vô cả mảng mặt mày luôn bây giờ đó. Nó nụ mày nụ nữa mà tao không dẫn chơi mày nha. Hồi đó em thấy chị anh Phi mà liếc qua bên chị Huy là chị Huy sợ anh đó anh Phi. Bây giờ chị Huy hết sợ anh rồi đó, là anh hiểu đó anh Phi ha. Đột xác rồi đó. Con nhắn chơi đó mày nghe nó rồi à. Mà chửi mày nghe, tao biết à. Thấy con bị phụ mẹ nó mà nói sớm chị tính đầu tao lụ mày tao mất cỡ lắm mày nghe tao biết à. Đó, chị Huy khóc luôn kìa, anh Phi biết rồi đó, anh Phi, anh mà không sao mà không binh vợ mình hết trơn mà để... Mà chửi trên đầu tao, mà tao mất cỡ nào đó, mày biết rồi đó nha. Nói gì nha. Đó, ai chửi nó. Ờ, vậy là chị Huy, anh Phi nói chị Huy nói vậy thôi chứ không ai chửi chị hết. Chửi trên đầu tao đó, lụ mà tao mất cỡ đó, đâu mà để tao làm tới nha. Tao nói rồi à. Tao không lụ mà tao không sợ thằng nào đâu nghe, tao mà biết à. Chồng tao không sợ đứa lần nó mình người ta. Tao không sợ nghe nó rồi à. Chị chắc chị Quý bức xúc hổng gài đó. Mới nói bữa nay mới nói thẳng luôn á chị Quý. Bức xúc hổng gài cái gì? Bức cầu cái gì vậy? Đó là anh Phi cho nó chị Quý xỉn cái gì đó kìa. Chính dính đồ xỉn á. Mày biết mày biết mày biết mày biết mày nói đi. Nếu nó đau không mặt tao không có mặt mặt mày ra đừng nói chuyện tao. Nói cái lời mạng nói kệ mày đấy, bắt con nói tao đâu. Nói tao chị. Rồi vậy vì ra là người ta nói chị bị xỉn rồi đó chứ. Cái mặn mặt mày tao không tao không nói vô rồi, đừng nói chuyện với tao. Cái mặn mặt mày không nói chuyện với mày vô rồi. Nói lời mạng đây, đừng nói gì với tao. Anh nãy giờ nói gì? Ai kệ mày đấy, bắt nói tao đâu. Nói kệ mày chứ, bắt nói tao đâu mà nói. Nói kệ mày đi, mày nói cho nên một mạng này nói tao chí. Tao phải người YouTube đâu mà nói tao chí. Tao không có nghe. Tao không nghe lại rồi sắp chùa đó, tao không có nghe. Ờ, nó ghét lại sắp chùa. Ờ, ghét bây giờ, ghét bên cổng chùa hả chị Bi? Tao không nghe mấy con nói sắp chùa. Nó không muốn về sắp chùa. Ờ, vậy là không muốn về sắp chùa nữa. Kệ mày đi, đừng nói gì với tao. Đừng nói tới tao. Đúng rồi. Nó muốn gì xuống chùa. Mày nói kệ mày đây, mày đừng nói tao.